Chào các bạn, tôi là Mr. Popcorn đây, chào mừng trở lại với Last Day on Earth. Ta cùng dây nhà này nha các bạn. Đây là dây phục thù các bạn ạ. Godfather. Cùng tiến vào nhà nào các bạn. Tôi có quá nhiều máy phát điện ở nhà của tôi, thế nó mới đều chứ. Trong xe tải không có gì cả. Cùng xem trong xe máy có gì nào. Xăng các bạn ạ, lấy thôi nào. Chúng ta cùng đặt thuốc nổ đây nha các bạn. Tránh xa ra nào. Cùng chặt cái tường này xuống nha các bạn. Cùng xử lý làn sóng zombie này nào. Tơ ngu ngốc chết đi. Xong phim, cùng chặt cái tường gỗ này xuống nha các bạn. Chiếc hòm đầu tiên của chúng ta này, ở bên trong chúng ta có 3 đồng các bạn ạ, mấy cả than này, mấy cả một chồng gỗ các bạn ạ. Cùng xử lý làn sóng thứ hai nhé các bạn. AK Go Boom. Xong phim các bạn ạ. Một đống sắt vụn các bạn ạ. Đây sắt này mới bóc sai này các bạn. Đây là quặng sắt các bạn ạ. Cùng chặt chiếc hòm thứ ba xuống nào. Bên trong chúng ta lại có than các bạn ạ, với hai cái quặng đồng. Cùng chặt tường gỗ này xuống nhé. Cùng chặt cái hòm này xuống nào các bạn. Lại xử lý làn sóng zombie này nhé. AK lại go brr. Xong. Bên đây chúng ta có thép này, nhôm này, mấy tấm sắt, mấy cả thỏi sắt nữa. Nhà tôi có đầy sắt rồi các bạn ạ. Cũng không cần lắm các bạn ạ. Nhưng mà đây là những cái gì mà dây này có. Cùng chặt cái hòm này xuống nào. Bên trong chúng ta có cái heat sensor này, một cái air filter này, mới một cái thẻ đỏ các bạn ạ. Cùng để đồ ra xem máy nào. Thép này, đồng này, nhôm này, air filter này, heat sensor này các bạn.
Dây này nói chung nhìn thấy thép là cũng sướng mắt rồi các bạn ạ. Cùng xem lại nha các bạn. Toàn là sắt vụn. Mỏ quặng sắt, lại quặng sắt tiếp. Trong đây trống không. Trong đây có 20 thịt sống này các bạn. Lấy luôn nha các bạn. Cùng chặt chiếc hòm cuối cùng xuống này các bạn. Thôi không đùa với Big One đâu các bạn. Té ở đây thôi. Còn Big One ngu ngốc. Mày đi chết đi. Đồ đẻo. Đầy gỗ các bạn ạ. Toàn gỗ là gỗ. Tôi thà lấy gỗ còn hơn lấy sắt vụn với quặng sắt các bạn ạ. Nhà tôi có quá nhiều sắt vụn với cả quặng sắt rồi. Với cả thỏi sắt nữa. Không thiếu. Mang về nhà làm gì thì tổ rác nhà thôi các bạn. Núp không có thì thấy thích cái nhưng mà có nhiều rồi chẳng có gì đặc biệt cả. Với dây này tốn một quả thuốc nổ nha các bạn. Mà chúng ta lấy được thép nên là cũng gọi là chấp nhận được thôi các bạn ạ. Nhưng mà chấm điểm thì tôi cho cái dây này 4 trên 10 điểm nha các bạn. Tầm thường các bạn ạ. Chẳng có gì là đặc biệt cả. Và đây là đồ chúng ta lấy được đấy các bạn. Chẳng có gì tuyệt vời cả các bạn ạ. Ngoài được 4 cái sắt, 4 cái thép ra. Còn lại chẳng có gì đặc biệt. 4 trên 10 điểm được rồi các bạn ạ. Cùng nắm thì 4,5 điểm. Dây này quá tầm thường. Chẳng gì đặc biệt cả. Các bạn đừng quên theo dõi kênh Thả Thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.